Con gái ngôi sao Phi Luật Tân tranh cử tổng thống. Con gái nuôi của một ngôi sao điện ảnh Phi Luật Tân sẽ chạy đua chức tổng thống và hy vọng giành thắng lợi nhờ vào danh tiếng của cha. Trong thông cáo, phát ngôn viên cho hay bà Grace Poe, 46 tuổi, sẽ có một tuyên bố quan trọng về kế hoạch liên quan đến cuộc bầu cử quốc gia tháng 5 năm 2016. Các trợ lý của bà Poe từ chối xác nhận rằng bà tranh cử tổng thống, nhưng báo chí và các nhà phân tích chính trị tin chắc vào khả năng này bà po chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị dù đã là thượng nghị sĩ hai năm nay tuy nhiên bà có lợi thế là con gái của cố diễn viên fernando po louis chesca montema giáo sư khoa học chính trị đại học de la salle manila nói rằng grace po rõ ràng rất nghiêm túc trong việc chạy đua chức tổng thống bà ấy đã thành lập một nhóm vận động gồm những người từng ủng hộ cha mình bà po đã bị bỏ rơi tại nhà thờ ở một thị trấn nhỏ miền trung phi luật tân sau khi chào đời đến nay bà vẫn không biết bố mẹ đẻ của mình là ai Vợ chồng ngôi sao nổi tiếng nhất quốc đảo Fernando Poe và Susan Rosas sau đó đã nhận nuôi bà. Tại phía luật tân, các ngôi sao điện ảnh và những người nổi tiếng thường tận dụng tên tuổi của mình để bước chân vào chính trường. Cha của bà Poe từng thua xuất soát trong cuộc bầu cử năm 2004, dù không có kinh nghiệm chính trị gì, ông qua đời 7 tháng sau đó bà Hồ tiếp tục duy trì tiếng tăm của gia đình trên chính trường khi giành số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử nghị viện năm 2013. Lúc đó, bà cũng không có kinh nghiệm gì và mới trở về từ Hoa Kỳ, nơi bà đã được nhập tịch. Tuy nhiên, chính vấn đề quốc tịch khiến bà gặp phải trở ngại vì theo quy định, chỉ có công dân phi luật tân mới được tranh cử tổng thống. Bà không có giấy khai sinh để chứng minh cha mẹ ruột của mình là người phi luật tân. Các đối thủ đã đệ đơn kiện chống lại bà trước khi bà công bố kế hoạch chạy đua. Nhưng nhà phân tích Ramon Casebo nhận định, bà Poe có thể đánh bại hai ứng viên lớn nhất năm tới, Tổng thống Benigno Aquino, người sẽ bãi nhiệm sau nhiệm kỳ 6 năm theo quy định của Hiến pháp, đã công bố ủng hộ ứng viên Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas. Dù là chính trị gia độc lập, bà Poe dự kiến vẫn giành được sự ủng hộ của một đảng lớn trong liên minh cầm quyền của ông Aquino.